Chào tất cả mọi người, lại là DEER đây và chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh DEER Tarot tâm sự cùng người lạ. Tà ra. Ok. Vậy là một lần nữa cuối tuần cũng đã đến rồi và DEER lại ngồi đây trải bài cho các bạn đây. Và ván trải của chúng ta ngày hôm nay thì như các bạn đọc cái tiêu đề cũng thể sẽ thấy cảm thấy là nó rất là quen thuộc. Và ván trải ngày hôm nay thì DEER lấy ý tưởng từ cái bài hát của chị Bích Phương, đó là bài Một Cú Lừa. Thì DEER nghĩ rằng á là mỗi cuộc đời, mỗi con người của chúng ta ai cũng sẽ có những cái lần bị lừa cả. Và cái lừa đây á, nó giống như một cái việc, giống như một cái việc mình sẽ bước qua một cái thử thách hoặc một cái bước ngoặt đối với một mối quan hệ nào đó, hoặc là trong một cái vấn đề gì đó. Cái cú lừa này mình sẽ không có hiểu nó là cái sự lừa lọc hoặc là một cái sự lừa gạt một cách đơn thuần nữa, mà bạn phải hiểu cho nó rộng ra. Nó có thể là những cái điều không hay sẽ sắp sửa xảy đến với bạn, mà cái điều này nó bắt nguồn từ chủ đích của một ai đó. Có thể những cái cú lừa này hoặc là những cái điều này nó đã xảy ra trong quá khứ rồi. Nếu mà một hồi đi trải bài mà nếu nó có một số cái vấn đề nó đã xảy ra trong quá khứ rồi thì nó vẫn đúng với cái ván trải hôm nay. Do ván trải hôm nay chúng ta có topic là bạn có bị lừa, ok không? Bạn có bị lừa. Thì cái có bị lừa hay không là có thể là trong quá khứ hoặc là hiện tại. Thì như mọi khi thôi, DEER có 4 tụ bài 1, 2, 3, 4. Và mọi người hãy tiến hành chọn tụ bài đi ha. Trong cái lúc mọi người tiến hành chọn tụ bài thì DEER cũng sẽ nói qua sơ một chút xíu. Trong khoảng thời gian tới thì kênh của DEER sẽ ra một cái chuyên mục mới. Cái chuyên mục nó tên là Kể Đi Đi Nghe. Thì cái chuyên mục này á, nhằm DEER tạo ra để làm gì? Nhằm đến cái việc rằng là DEER muốn có lắng nghe những cái câu chuyện trong cuộc sống của các bạn và mong rằng các bạn sẽ chia sẻ những cái câu chuyện đó, và từ những câu chuyện đó đó thì DEER biết được rằng là bạn sẽ truyền được động lực cho nhiều người, hoặc là từ cái câu chuyện đó thì nó sẽ có những cái case study, tức là những cái câu chuyện, những cái bài học từ cái câu chuyện của chính bản thân bạn. Cho nên là DEER rất là mong muốn là mọi người sẽ mở lòng ra và chia sẻ cái câu chuyện của bạn trên cái trong cái chương trình Kể Đi Đi Nghe. Và để chia sẻ câu chuyện thì DEER sẽ để một cái link ở phía dưới description và cả cái phần comment nữa. Cho nên là các bạn ai mà muốn đóng góp câu chuyện của bản thân mình á, thì vô trong phần description đó, bạn hoàn toàn có thể chọn là khi mà bạn kể câu chuyện, mà hoàn toàn có thể chọn là bạn dùng tên thật hoặc một cái tên ẩn danh nào đó. Đó là quyền của bạn, ok. Còn bây giờ thì chúng ta bắt đầu ván trải ngày hôm nay thôi nào. Ok, chúng ta đến với tụ bài đầu tiên, đó là tụ bài của viên đá màu kem. Ở đây DEER sẽ để nó qua bên đây. Cái chủ đề ngày hôm nay của chúng ta đó là bạn có bị lừa. DEER sẽ nhắc lại một chút xíu, cái lừa này á không hẳn là sự lừa lọc hay là lừa gạt hay là bạn bị ai đó lừa. Nó có thể là một cú chơi khăm hoặc một cái sự chơi xấu hoặc cái sự phản bội, phản phúc nào đó trong cuộc đời của bạn. Đó là chuyện hết sức bình thường ha. Và những cái vấn đề này có thể nó đã xảy ra rồi hoặc nó sẽ sắp xảy ra. Thì bây giờ DEER sẽ cùng các bạn ngồi trải cái ván trải này. Đầu tiên thì DEER có một cái câu hỏi bé xinh cho các ván trải này là khi nào cái điều mà bạn bị lừa lọc này nè, nó đã xảy ra khi nào, hoặc là nó khi nào thì cái điều này nó xảy ra, tức là cần một cái khoảng thời gian nhất định. Thì đầu tiên DEER sử dụng cái bộ bài do DEER thiết kế, do là có nhiều bạn ở dưới các cái clip trải bài của DEER các bạn cứ hỏi về các cái bộ bài của DEER là DEER ơi DEER xài bộ bài nào vậy, mà kiểu giống như là tới lúc mà DEER comment lại thì DEER thiệt như là DEER không có nhớ hết tên á. Nên bây giờ trong lúc mà trải bài DEER cũng sẽ nói luôn. Đầu tiên thì DEER cảm thấy được rằng là cái chuyện mà bạn bị lừa lọc này nè, nó đã từng xảy ra rồi. Nó đã từng xảy ra rồi ha. Rất có thể là nó bắt đầu từ trong một cái mối quan hệ. Một mối quan hệ. Và DEER cảm thấy nó đã xảy ra khá là lâu rồi. Mà cái sự bị lừa này á, DEER cũng không nghĩ nó là bị lừa đâu, mà theo kiểu là The Magician. Nó giống như là một cái một cái dạng giống như là một ai đó không hẳn là họ cố tình lừa bạn, nhưng mà họ diễn nên một cái màn kịch. Hãy dùng cái chữ màn kịch thì hơi lớn, nói chung là họ cho bạn nhận ra được một cái vấn đề đó, giống như bạn đã trao niềm tin cho họ quá nhiều và rồi mọi thứ nó đi quá đà. Thì đầu tiên ba cái lá này thì DEER chỉ cảm nhận rằng là một là rất có thể cái người này đến vào tầm cái khoảng thời gian trước, chứ không phải là khoảng thời gian sau này, và cũng không phải là hiện tại. Người này là đã đến rồi. Cái người mà lừa bạn á, cái cú lừa mà cái ván trải này nó nói tới thì đã xảy ra rồi. Tiếp để rõ hơn thì đi có lấy ra 3 lá bài nữa trong bộ Good Tarot. Thì 3 lá bài này đi sẽ đặt ra một câu hỏi là điều gì xảy ra, cái điều gì nó đã xảy ra. Thì đầu tiên đi ở đây nhìn thấy được rằng có rất là nhiều lá Cups, đó là lá Water ở đây nè, là gồm lá Page of Water và lá Queen of Water, tức là lá cả hai lá này đều hướng tới cái việc đang làm dạng giống như là có một cái gì đó liên quan đến tình cảm, có thể cái chuyện bạn bị lừa nó nằm trong tình cảm và liên quan đến một người đàn ông, hoặc là chí ít thì là họ cũng có một cái cá tính rất là mạnh mẽ, rất là thẳng thắn và bộc trực. Ở đây The Emperor còn cho thấy được việc là maybe cái cung hoàng đạo của họ là những cái cung hoàng đạo thuộc lửa, và rất có thể đó là cung hoàng đạo của cung Bạch Dương. Ok, cung hoàng đạo thuộc lửa thì gồm là Bạch Dương, Sư Tử và Nhân Mã. Những cái này thì nó trội hơn ở phần cung Bạch Dương nhiều. Tiếp thì đi cảm nhận được rất là rõ ràng luôn, đó là trong cái vấn đề tình cảm của bản thân bạn á, bạn đã bị lừa. Cái lừa ở đây cho thấy là được từ cái việc là bạn quá non nớt. Page of Water nó nói lên tất cả những cái đó. Nhưng mà bạn non nớt thì cái kiểu như là bạn dễ tin á, bạn tin người ta xong bạn dùng cái chữ là dâng hiến thì nghe hơi ghê ấy, mọi người. Nó hơi bị quá đà trong cái lúc này. Đi chỉ biết sử dụng đó là bạn đã đặt trọn cái niềm tin vào cái mối quan hệ nào đó, tuy nhiên thì họ đã lừa bạn. Vậy thì họ đã lừa bạn như thế nào? Họ đã lừa bạn như thế nào? Đi lấy ra tiếp tục 3 lá bài nữa. Ok, cái ba lá bài này hình như là ở trong cái bộ bài Golden Right Away á. Hình như là nhớ là như vậy, đi cũng không nhớ rõ cái tên của nó. Ok, đi nhìn thấy rất là rõ, kiểu cái người này là người ta đến gieo tương tư vào trong lòng của bạn, rồi xong đến cái lúc mà bạn đớp thính lại á. Bởi vì ban đầu á, đi cảm thấy nè, như những gì mà cái lá bài nó nói là cũng có một vài đâu đó cái sự lấp lửng và chập chững, theo kiểu là bạn vẫn chưa vội tin ở trong cái mối quan hệ này đâu, nhưng rồi bỗng nhiên tới cái rồi bạn bị người ta thuyết phục một cách quá là rõ ràng. Đây có một lá là lá The Magician, họ quá là điêu luyện, họ quá là lão luyện đi, cho nên bạn đã bị trúng lưới tình của họ, rồi xong sau đó thì họ đột nhiên họ bỏ bạn đi và để lại cho bạn một cái bầu trời của cái sự thổn thức, và để lại cho bạn kiểu giống như là ủa vậy là xong rồi đó hả, cái kiểu như là chưa kịp làm gì hết trơn, là ủa xong rồi đó hả. Thì các bạn cứ bàng hoàng trước cái mối quan hệ này, và đây là một cú lừa. Cái cú lừa này đó là cú lừa về mặt tình cảm. Thật ra đi nhìn thấy là bạn vẫn chưa thật sự là gieo quá nhiều tình cảm đâu, bạn bị bất ngờ nhiều hơn là thất vọng. Thật ra để nói là thất vọng thì cũng có, là tại vì hẳn là lá Five of Cups ở đây nó nói lên cái việc là bạn có cái sự thất vọng. Ok, bạn hoàn toàn có cái sự thất vọng ở đây, nhưng mà đi cảm nhận như là có một cái sự bất ngờ, kiểu bạn không ngờ tới, bạn bị ngỡ ngàng. Dùng cái chữ ngỡ ngàng là đúng nhất so cho bạn ngay cái lúc này luôn. Kế tiếp, đi có lấy ra một cái thông điệp từ cái vấn đề này. Đi có lấy ra một cái thông điệp trong một cái bộ bài Oracle. Thì thông điệp của nó chính là lá Seahorse, lá cá ngựa, và nó là Love. Có vẻ giống như là sau khi cái cú lừa này diễn ra rồi á, thì bạn mới hiểu là tình yêu là cái gì, bạn mới có cái khái niệm căn bản. Vậy suy ra là cái bạn nào chọn tụ bài số 1 á, đây là cái cú lừa đầu đời, cái cú lừa của những mối tình đầu đời, hoặc chí ít là bạn sẽ xem họ là một cái mối tình quan trọng trong cuộc đời của bạn. Cho nên đó là họ thiết lập cho bạn luôn một cái gọi là một cái giá trị, một cái thước đo chuẩn mực cho cái chuyện yêu đương của bản thân mình luôn. Cho nên là từ cái mối quan hệ này trở về sau luôn á, bạn sẽ có những cái nguyên tắc của bản thân, hoặc là bạn sẽ có những cái phương hướng của bản thân để tiến tới một mối quan hệ nào đó, chứ bạn không còn như ngày xưa nữa. Thì kiểu là bạn yêu bằng em yêu anh bằng con tim trinh nguyên không có nữa đó, mà bạn sẽ có sự suy tính hơn. Đó chính là tụ bài của bạn số 1, cú lừa trong tình cảm, và chuyện này đã xảy ra rồi. Ok, tụ bài số 2 bắt đầu. Thì đi cũng sẽ khẳng định lại với tụ bài số 2 một chút xíu. Cái cú lừa này có thể là một cái sự ngỡ ra, hoặc một cái sự nhận ra được một cái điều gì đó. Nó không hẳn là sự lừa lọc, mà nó có thể là trải nghiệm của bản thân. Mà hẳn là dùng cái chữ cú lừa thì trải nghiệm đó phải là hơi ó đâm một chút xíu. Cái trải nghiệm đó phải hơi kỳ cục, hơi chán phèo, hoặc là nó một bài học đáng nhớ trong cuộc đời đấy mọi người. Ok, thì bây giờ để tiến tới cái cú lừa của bản thân đây, thì có thể cú lừa này đã xảy ra hoặc chưa xảy ra. Cho nên bây giờ đi phải xem là cái cú lừa này nó khi nào thì nó đến, hoặc là nó đã đến chưa. Wow, wow, wow. Đây là một cú lừa trong quá khứ. Đi nhìn thấy đây là một cú lừa trong quá khứ, bởi vì sao ạ? Bởi vì ở đây chúng ta có những cái lá này nè, lá 8 of Pentacles, lá 7 of Wands và lá 3 of Cups. cả ba lá này luôn để mô phỏng cho đi một cái hình dung chung. Bạn là một cái người chơi với bạn bè thì sẽ rất hết tình, hết lòng, hết nghĩa, theo kiểu là mình hết lòng gì bạn mà chơi, xong rồi bạn chơi lại cua hết hồn, là hết hồn đó. Đây nè, đây nó đây, chính xác luôn. Có thể cái vấn đề này liên quan đến những người bạn và nó đã xảy ra trong quá khứ rồi. Bạn là một con người rất là trung trinh trong các cái mối quan hệ bạn bè của bạn. Đây Eight of Pentacles cho thấy được việc là khi mà một cái mối quan hệ bạn bè nào nó xảy ra giữa bạn và một ai đó, bạn sẽ hết lòng vì họ nhiều lắm. Nhưng rồi một trong hai người đã không đủ cái độ bền để bước qua những cái thử thách trong cuộc đời để tiếp tục đến với nhau là những người bạn nữa. Thì có thể bây giờ thì các bạn vẫn biết nhau, có sự tồn tại trên cái trái đất này đó, nhưng mà có vẻ giống như là bạn không có mở lòng ra nhiều như ngày xưa, hoặc là hai bạn không có liên lạc như ngày xưa nhiều nữa. Và hẳn là cái cú lừa ở đây, hoặc là cái biến cố của cái mối quan hệ này á, nó không xấu đến cái nỗi giống như là hai bạn phải gặp mặt nhau rồi cãi vã hay cái gì hết, mà kiểu giống như là bạn tự nhận thấy cái người bạn kia có một cái chuyện gì đó. Bạn nhận thấy bạn kia có một cái chuyện gì đó, cái chuyện gì đó dạng giống như là bạn nhận thấy là người bạn kia thực sự không tốt như những gì người bạn đó nói. Đó là một ha. Hoặc là bạn nhận ra được rằng là cái người này dường như đang muốn lợi dụng mình, muốn chơi khăm mình, nên á bạn đã nhẹ nhàng lui binh trước khi cái mối quan hệ này nó tiến quá sâu. Tức là bạn luôn luôn có cái ý chí gọi là một cái sự hảo hữu, rất là thích kết giao bạn bè, nhưng mà bạn cũng sẽ là một người rất là kỹ tính trong việc sàng lọc những người bạn của bản thân mình. Đi còn nhìn thấy được ở đây á, bạn có lá Five of Water. Mặc dù khi mà cái người bạn đó đi á, bạn cũng cảm thấy rất là tiếc, bởi vì hẳn là có thể là ở cái người bạn của bạn á, có một cái điều gì rất là nổi trội, họ có một cái tài lẻ, hoặc là họ có một cái cá tính gì đó rất là đặc biệt, và bạn cũng cảm thấy ngưỡng mộ bởi cái cá tính đó, hoặc là họ có cái sự thành công sớm hơn bạn, cho nên bạn cũng cảm thấy là giống như họ là một cái hình mẫu để bạn hướng tới, hoặc họ là một cái con người mà bạn sẽ muốn chơi chung để cùng nhau phát triển bản thân á, dạng giống vậy, muốn lợi dụng gần mực thì gần mực thì đen, gần đèn thì rạng á, dạng giống vậy đó. Bên cạnh đó thì đi còn nhìn thấy được cái gì nữa hả? Fire of Water, Ace of Fire là một lửa, là một gậy á, cho thấy được việc là cái mối quan hệ này thật ra vẽ ra ngay từ ban đầu á thì mọi thứ nó khá là mỏng manh. Thế kìa, chính cái mối quan hệ này luôn bạn cũng đã nhìn thấy nó mỏng manh. Chẳng qua là từ bạn cảm thấy là bạn muốn kết giao với người này và bạn muốn có cái sự đầu tư nhiều hơn với người này mà thôi. Tiếp là nhìn thấy được việc là bạn đã như thế nào trong cái mối quan hệ này một cách rõ ràng hơn. Đi nhìn thấy là bạn rất hết lòng nha, bạn hết lòng thật sự, nhưng bạn bị một cái tính là bạn có một cái tôi rất là lớn, Five of Wands ở đây, cho nên rằng là có thể là bạn và cái người bạn đó đã xảy ra những cái sự xích mích và không hiểu lẫn nhau. Cái sự xích mích không hiểu lẫn nhau này có thể liên quan đến cái việc là bởi vì bạn xem họ như một người trong nhà, như một người trong gia đình, nên là cái gì bạn cũng sẵn sàng làm cho họ, nên cái gì bạn cũng sẵn sàng chia sẻ với họ, nhưng họ thì không có như thế. Cho nên là khi mà bạn nhận ra được cái gọi là cái sự thật của mối quan hệ á, bạn không có chấp nhận được nó, bạn không chấp nhận được cái sự thật này, cho nên rằng là bạn nghĩ rằng là họ đang không có hiểu bạn, họ đang lợi dụng bạn. Dùng cái chữ lợi dụng này cũng không hẳn nữa, bạn bị thất vọng về mối quan hệ đó, giống như là ủa sao ngần ấy những thứ mà tao làm cho mày, rồi sao bây giờ mày đối xử với tao vậy sao? Bởi vì mình nhìn thấy được rằng á, đi khẳng định là bạn là một cái người khi tiếp xúc với một ai đó mà bạn đã có cái hảo ý muốn kết giao bạn bè là bạn rất là hết lòng hết sức luôn nha. Cái chuyện này đã xảy ra trong quá khứ rồi, nhưng mà vô hình chung nó vẫn gây ra một cái sức ép cho bạn ngay lúc này. Cái sức ép đó như thế nào mà cái sức ép đó nó theo kiểu giống như là nó khiến cho bạn là khi mà sau này bạn tiến tới những cái mối quan hệ khác á, bạn sẽ thường không muốn lặp lại những cái mối quan hệ gần, có những cái nét gần giống cái người bạn đó nữa. Đó là bạn cạch mặt những cái con người có cái điểm chung với cái người bạn cũ của bạn luôn. Ok, tiếp ở đây thì đi có lấy ra một cái lá bài ở trong một bộ Oracle. Cái bộ Oracle này nói về động vật, và tự nhiên đi quên mẹ cái tên nó rồi mọi người à. Rồi, để xem là bạn có cái thông điệp gì từ cái lá bài này nha. Thông điệp của bạn là từ lá Eagle. Eagle là con chim đại bàng các bạn. Strength, sức mạnh. Từ sau cái này á, bạn sẽ nhìn thấy được cái giá trị bản thân của bạn. Đầu tiên là đi nhìn thấy được là bạn là một người bạn rất tốt, bạn là một người có định hướng tốt trong những cái mối quan hệ, và bạn cũng là một người rất khôn ngoan trong cái việc sử dụng và lựa chọn các mối quan hệ của bản thân. Bạn làm bất cả cái gì á, cũng có cái ý định á. Bạn giống như một con chim đại bàng á, bạn trượng nghĩa lắm, bạn rất là hay, bạn đi đầu và bạn cá tính. Thêm nữa là khi mà bạn đã nhắm tới một người bạn nào đó rồi á, bạn muốn kết thân với người đó thì rất hiếm khi bạn thất bại trong cái việc kết thân với người đó. Là bạn nhắm tới con mồi này thì con mồi đó sẽ gục đổ bạn. Và nếu mà bạn này á, trong cái chuyện tình yêu và yêu đương thì bạn cũng khá là ok, bạn cũng khá là chuyên nghiệp đó. Strength ở đây còn cho thấy được rằng á, bên cạnh cái việc bạn nhận ra được cái giá trị thật của bản thân thì bạn còn học ra được một cái chuyện rằng là đầu tiên bạn cần phải biết cái đối tượng bạn cho đi là ai. Sau đó thì bạn mới biết là bạn mới quyết đến cái việc là bạn sẽ cho họ những gì. Ok, tụ bài số 2 kết thúc. Ok, chúng ta tiến với tụ bài số 3. Tụ bài số 3 với cái viên đá màu trắng ở đây. Ok, thì đầu tiên là đi phải khẳng định lại cho các bạn tụ bài số 3 một lần nữa, giống như hai tụ còn lại. Thì những cái cú lừa ở đây các bạn cần phải hiểu nó rộng ra. Nó có thể là những cái thách thức, hoặc những cái rào cản, hoặc là những cái khó khăn, hoặc là những cái lần bạn trải nghiệm mà không được vui vẻ, không được may mắn lắm. Cái chuyện một cú lừa này á, nó có thể đã xảy ra trong quá khứ, hoặc là trong tương lai, hoặc là bạn vừa mới trải nghiệm trong thực tại luôn. Đó, thì các bạn cần phải mở rộng cái sự là trải nghiệm, mở rộng cái tầm nhìn của bạn ra, mọi người ra nha. Open con người mình ra nha. Rồi ok, đầu tiên thì đi muốn xem là cái chuyện này đã xảy ra hay chưa. Ba lá bài đầu tiên này thì đi lấy ngay ở trong bộ Temperance của DEER thiết kế. Đó, à mà cũng có một vài bạn hỏi về cái bộ bài thiết kế của DEER, hỏi là DEER có bán hay không, rồi kêu cách chỉ tự thiết kế một bộ bài. Thì thật ra là cái bộ bài này đi sẽ đã in và bán hết một đợt rồi, nhưng mà với số lượng rất là ít. Thì nếu mà bạn nào có hứng thú á, thì là tới tháng 9 này đi sẽ có một cái đợt hàng thứ hai của năm nay. Ok, quay lại cái ván trải này thì đi nhìn thấy được rằng á là cái chuyện này của bạn á thì nó chưa tới, nó chưa xảy ra nha, nó chưa xảy ra, và có thể này nó sẽ sắp xảy ra. Cái sắp xảy ra này nó đang dự báo cho đi ở ngay rất là có thể là vào khoảng tháng 10 và tháng 11, tức là vào tháng của những cái mùa thu. Ở đây bạn có kiếm cũng là đã là mùa thu rồi, và tiếp theo là Death tượng trưng cho tháng 11 cũng có thể đó là vào mùa thu. Cái mùa thu đông nó dạng thu đông chứ hẳn là mùa thu thì cũng không hẳn, tại vì tháng 10 đã là qua mùa đông rồi, mà 11 là chắc hẳn là mùa đông, mà 10 11 là 11 12 là mùa đông rồi, thì nằm ở là mùa thu đông. Đi cảm nhận rằng là bạn sắp có một mối quan hệ mới, hoặc là bạn đang chuẩn bị đi vào một cái chu trình mới, hoặc một cái cuộc sống mới, hoặc là một cái con đường mới, một công việc mới, một khám phá mới, một chuyện học mới. Nói chung là bạn sắp có một cuộc hành trình mới. Ở đây The Fool đang vẽ ra cái chuyện này thì nó chưa xảy ra, cho nên nó nằm ở thì tương lai nha. Nên những cái bạn nào ở tụ bài số 3 thì các bạn chú ý một chút xíu. Cái chuyện này á, nó sẽ đem đến một cái sự thay đổi rất lớn ở trong cái tầm hiểu biết, cái tầm nhận thức của bạn. Cái Queen of Swords, Swords thể hiện cho tri thức, hiểu biết, nhận định, hoặc là gọi là cái trí tuệ và cả cái tâm lý của bản thân bạn. Nó sẽ làm thay đổi những cái mặt này của bản thân bạn, và cái thay đổi này nó bắt nguồn từ cái việc bạn sẽ có một cái chuyến hành trình mới cho một cái vấn đề gì đó. Cái hành trình này bạn có thể hiểu nó theo một cái nghĩa đen là bạn sẽ có một cuộc đi đâu đó chơi, sau đó bạn có một cái mối kết giao bằng hữu, và rồi thì có những cái mối quan hệ mới xảy ra, và từ đó bạn học được nhiều vấn đề, hoặc là bạn nhận được một cú lừa từ đó. Cái tiếp có thể là từ một trong một cái công việc nào đó, một công việc mới của bản thân, sau đó là bạn học hỏi ra được nhiều vấn đề hơn, đó cũng chính là những cú lừa của bản thân. Thì để làm rõ hơn về cái này á, thì đi có lấy thêm một số lá bài. Ok, hẳn luôn là rất có thể nó sẽ vào những tháng cuối năm, bởi vì ở đây một lần nữa lại khẳng định có lá Temperance, đúng không? Đúng không trời? À không, đây không phải là lá Temperance, đây là lá của The Devil. Đây là lá The Devil, đây là cái tượng Temperance. Thì trong bộ bài Good Tarot, đây chính là ba lá trong bộ Good Tarot. Thì trong bộ Good Tarot thì nó có thay đổi một số cái tên, cái đôi khi đi đọc vô đi cũng bị nhầm lẫn. Đây là lá The Devil nha mọi người. Thì cái lá The Devil này nó nói đến cái việc gì? Nó nói đến cái việc rằng là rất có thể cái chuyện này xuất phát từ công việc của bản thân bạn. Và tại sao nó xuất phát từ công việc của bản thân bạn? Đó là đi cảm nhận luôn bạn là một người rất là nhiệt. Ten of Fire là thể hiện bạn rất là nhiệt. Bạn sắp sửa bạn sẽ có một cái vấn đề đó để bạn đầu tư vào nè. Bạn siêu nhiệt luôn. Nhưng mà cái nhiệt của bạn là cái nhiệt bị cháy á, kiểu là cháy sớm nên chết sớm á mọi người. Người ta hay nó có cái câu cháy sớm chết sớm á, thà cháy từ từ âm ỉ mà nó làm nên chuyện nên nước hơn. Tiếp ở đây chúng ta có lá Ten of Earth, cho thấy được việc á là trong cái vấn đề công việc này bạn đã rất chăm chỉ. Cái sự chăm chỉ này á cộng với lá Ten of Fire là sự chăm chỉ, nhưng mà bạn gây áp lực lên bản thân của bạn, khiến cho bạn không có cái lối thoát. Thì suy ra cái cú lừa này sẽ như thế nào nữa, đi muốn nhìn thấy rõ hơn. Cú lừa này nó đến từ một người khác hay không, hay là đến từ chính bản thân bạn? Thường cái lá The Devil á nó sẽ đến từ một người khác, từ một người gia trưởng, nhưng ở đây cái lá của bạn nó bị ngược. Có thể cho thấy được một góc nào đó là nó cũng đến từ chính bản thân bạn nữa. Có thể đến từ cái việc ở đây chúng ta có lá Two of Wands ở phía dưới để bổ trợ lên cho lá The Devil. Cho nên cho thấy được là từ cái việc giống như là bạn không biết cách sắp xếp cái cuộc sống của bạn, hoặc là không biết cách sắp xếp những công việc, hoặc là bạn chỉ còn non nớt trong công việc của bản thân, hoặc là bạn vẫn chưa thật sự là lành nghề trong cái hành trình tiếp tới của bạn, hoặc là bạn vẫn còn bỡ ngỡ đối với những mối quan hệ mới dạng giống vậy. Thì nó đến từ cái việc ngây ngô và chưa thật sự có nhiều kinh nghiệm của bạn, và cái này là do bản thân bạn. Cái cú lừa này là có một phần do bản thân bạn nữa. Ở đây một lần nữa chúng ta lại thấy có hai lá tiền, đó là lá Seven of bên tát ngược và lá phai ở bên tát ngược. Thì ra cái này không phải là do người ta tác động tới bạn, mà là do chính bản thân bạn tự tác động đến bạn mà thôi. Mà chỉ có một mình bạn mới là cái người tự cứu vớt bạn ra khỏi được cái rắc rối của bản thân này thôi. Thì cái cách nào đó để mà gọi là cứu bạn ra khỏi cái rắc rối này thì đi nghĩ rằng là đi sẽ lấy cho bạn một cái lá bài, để cho bạn một cái gọi là một cái thông điệp, và từ đó bạn sẽ có cái suy diễn ha. Đầu tiên, ok, cái lá bài của bạn là lá từ một cái con bọ, Purity. Cái dịch nôm na ra nó có nghĩa là sự tinh khiết, hoặc là sự trong trẻo, hoặc là sự toàn vẹn. Đi thì sẽ dịch nó theo cái nghĩa là đôi khi những cái vấn đề trong cuộc sống á, không phải là bạn chỉ cần nhìn nó thêm một cái con mắt đơn giản là tốt nhất. Bạn cần phải làm phức tạp nó lên, hoặc bạn có thể hiểu theo một nghĩa khác nha. Cái nghĩa khác ở đây có thể rằng là ở trong một cái vấn đề nào đó thì bạn nên lộ ra cho người ta thấy được á, là bạn đang không biết cái gì, bạn đang chưa giỏi cái gì, để từ đó những cái người xung quanh bạn sẽ giúp đỡ bạn, chứ đừng có giấu dốt. Ở đây cho thấy được cái sự tinh khiết, có thể là theo kiểu là bạn thấy thật sự là những gì mà bạn đang có. Ok, và đi mong rằng là cái thử thách hay là cái cú lừa này là cú lừa do chính bản thân của bạn. Ở đây đi nhìn thấy được cái cú lừa này nó xuất phát từ việc là bạn sẽ tự tin rằng bạn làm được á, nhưng rồi đến cuối cùng á, bạn làm theo cái cách của bạn thì lại không được. Ok, rồi đó, cho nên rằng là bạn sẽ có cái gì đó hơi suy sụp, hơi đau lòng một chút xíu, nhưng mà đi sẽ cảm thấy là đi cảm thấy được là bạn sẽ tự vượt qua được, chứ không sao hết. Tụ bài số 3 kết thúc. Ok, tụ bài số 4 bắt đầu thôi. Thì trước khi vào tụ bài số 4 thì đi cũng sẽ nhắc lại một chút xíu sơ bộ về cái topic ngày hôm nay, do là nó khá là chung chung, là một cú lừa. Thì cái cú lừa này có thể đó là những cái thử thách, hoặc đó là những cái vấn đề mà bạn đã từng trải nghiệm, hoặc là sẽ sắp trải nghiệm nhưng mà không mấy thú vị cho lắm, nó làm cho bạn ngỡ ra một cái chuyện gì đó, thì đó gọi là một cú lừa ha. Chứ nó không hẳn là ai sẽ lừa lọc bạn, thì vẫn có thể là sẽ có một ai đó đến và lừa lọc bạn. Thì nếu mà thật sự nó rồi lòi ra thông tin đó thì tốt thôi, thì bạn sẽ né tránh được, hoặc là nó đã trong quá khứ thì chấp nhận thôi, đúng không? Rồi, thì đây cũng chính là tụ bài của đi chọn, cho nên chúng ta hãy xem là những con người nghiệt ngã sẽ chọn cái tụ bài này nó sẽ như thế nào ha. Tụ bài số 4 với viên đá màu xanh lá cây. Thì để xem cái chuyện này đã xảy ra chưa. Thì đó là chuyện này đã xảy ra rồi. Chuyện này đã xảy ra rồi nha các bạn nha. Ở trong 4 tụ bài ngày hôm nay thì chỉ duy nhất có tụ số 3 là cái chuyện chưa xảy ra thôi. Còn 3 tụ còn lại tôi thấy giống như là đã xảy ra rồi hết trơn rồi đó. Thì lá Five of Cups, lá Five of Wands và lá Seven of Cups. Ba lá này thì nằm trong bộ bài Temperance của Deer vẽ. Nên ai có thắc mắc gì thì để tôi nói luôn, đây là bộ bài tôi vẽ, ok chưa? Rồi, ở đây đi nhìn thấy được một cái sự việc như thế này. Có thể trong cái quá khứ bạn đã từng thất vọng về một ai đó rất là nhiều. Cái sự thất vọng này nó đến từ cái việc là bạn đã có một cái cuộc tranh cãi. Nhưng mà cái sự tranh cãi này nó xuất phát từ cái điều là bạn muốn hướng người ta đi theo một cái con đường tốt đẹp mà thôi. Hoặc là bạn chỉ muốn vẽ ra cho người ta nhìn thấy được rằng là người ta có nhiều hơn những cái lựa chọn hiện tại mà người ta đang nhìn thấy. Kiểu như là bạn đang đứng ở một cái vai trò là một người dẫn dắt á. Đúng, nếu mà nói là bạn đang đứng ở một vai trò là người dẫn dắt thì wow, đúng, chính xác, nó là như vậy. Đi sẽ lấy thêm 4 lá bài nữa cho thấy như thế nào. Wow, bạn đã rất buồn khi cái câu chuyện này xảy ra, bởi vì cái người mà bạn bị lừa, hoặc là có một cái sự gọi là lật lọng ở đây á, là một người bạn xem như là một người trong gia đình. Bởi vì nó không hẳn là người trong nhà bạn. Ten of Waters, thường Ten of Cups hay là Ten of Waters nó sẽ nói đó là tình cảm gia đình, đúng không? Nhưng mà ở đây nó lấy nó bị ngược, cho thấy là bạn vẫn xem họ là một người trong gia đình, vẫn rất là trân trọng luôn, nhưng mà rất có thể họ không phải là người trong gia đình của bạn. Rồi, ok, nói đến đây là đi đã biết là ai rồi đó. Đi đã hườm ra được là con người đó là ai. Oh my god. Nói chung là cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao. Nếu mà bạn đó có đang xem cái clip này của Deer thì ok, motherfucker, whatever, you are only the bitch. Trời ơi, không phải là tôi ác của tôi chửi nó đâu, nhưng mà nhiều cái câu chuyện nó đáng thương, gọi là đáng sợ lắm. Đây, nhìn thấy rất là rõ luôn, Seven of Cups, cái thiện ý bạn rất là rõ. Và những cái điều mà bạn gây dựng lên cho họ là những cái điều rất là tốt. Messenger of Earth cho thấy được rằng là bạn là một cái người á muốn định hướng cái bạn này. Cái bạn này giống như là một cái người còn rất là non trẻ. Messenger là thế kiểu là Knight of Pentacles á. Knight of Pentacles có thể bạn này đang muốn có một cái công việc nào đó, hoặc là đang start up một cái chuyện gì đó nhưng mà vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm, nên Messenger of Earth thế kiểu là bạn sẽ giúp cái người này khởi nghiệp, hoặc là bạn sẽ giúp người này làm một cái chuyện gì đó liên quan đến công việc. Nhưng mà chúng ta thấy gì ở đây à? Five of Wands. Nhưng mà chẳng may thì cả về bạn và cả về người này có một vài cái vấn đề nó trái ý nhau. Có thể là bạn là một cái người hơi khó tính. Four of Water và Ten of Wands đây cho thấy được việc là bạn rất là xem trọng những cái lễ nghĩa cá nhân. Cho nên là có thể là bạn đã cảm thấy là ồ tại sao cái thằng này hoặc cái con này hoặc cái đứa này khi mà vào trong công việc nó lại không hiểu chuyện đến mức như thế. Có là lúc mà chơi bình thường với nhau thì cảm thấy nó ok, nhưng mà đến lúc mà khi mà làm việc thì bạn cảm thấy là không hiểu chuyện. Và rất có thể là từ cái vấn đề là bạn muốn giúp đỡ người ta, muốn push up người ta lên một tầm cao mới, nhưng mà vô hình chung bạn đã đi quá cái giới hạn. Ở đây cũng cho thấy là bạn cũng là một người có cái phần quá đáng của mình chứ không phải là không nha. Nói chung là tôi cũng biết cái miệng của tôi cũng rất là quá đáng, nhưng mà ở cái người ta có câu là thương cho roi cho vọt á mọi người, thì DEER vẫn rất là cảm thấy khơi DEER sẽ hơi cổ xí cho câu này một chút xíu nha, bởi vì DEER không thích mấy cái đứa tối ngày ở kế bên DEER xong nịnh á, DEER không thích cho lắm. Thà là có gì thì nói thẳng, chứ DEER không có thích rằng là ở cái nịnh rồi xong sau lưng á thì hả bét nhè, sau đường nói chị nói xấu mình quá trời trời luôn, DEER không thích vậy. Có gì góp ý thẳng, bởi vì DEER là một người rất là thẳng tính và hơi cọc nữa. Nhìn tôi vậy thôi chứ tôi cọc lắm, cọc dữ luôn á. Tiếp, chúng ta có lá gì nữa ạ? Ở đây có lá 5 of Cup, ở dưới có thêm 4 of Water là 4 of Cup, 4 of 5. Cho thấy là bạn khi cái chuyện này xảy ra, bạn cảm thấy rất là đau lòng luôn á. Bạn sẽ cảm thấy lắm là trời ơi trời, cả thế giới tan biến. Thì kiểu là trời ơi không nghĩ là kiểu giống như là em trao anh con tim nhưng anh sao dành như anh trao cho em một cú lừa. Một cú lừa nha, chứ không phải một cái lừa nha mọi người nha, một cú lừa. Rồi tiếp, DEER sẽ lấy ra vẫn là lá Knight nha mọi người. Ok, đây có hai lá Knight luôn, cho thấy được việc là thật ra kể cả bạn và cái người kia trong cái câu chuyện này, hai bạn cũng rất là nóng, hai bạn cũng rất là bộc theo kiểu bộc tính trực tính á. Cho nên là khi mà bạn nhận ra được một cái vấn đề gì đó, bạn sẽ dùng cái hướng giải quyết là nói thẳng, nhưng mà cái hướng giải quyết của bạn á nó nằm ở cái ở cái vị thế nó hơi theo kiểu là hơi của kẻ cấp trên, theo kiểu là kiểu có thể là bạn là một người lớn tuổi hơn. Ví dụ như trong câu chuyện của DEER là đúng nè, trong câu chuyện của DEER là DEER đang nói chuyện với một đứa nó nhỏ tuổi hơn DEER, cho nên là DEER sẽ hơi theo kiểu là dùng cái tự dạy đời thì nghe hơi ghê, theo kiểu hơi tiêu cực, nhưng mà theo kiểu là muốn định hướng cho nó, nên theo đôi khi là nó sẽ hơi mang cái tính giáo dưỡng giáo dục nhiều quá, nó không nên. Thì ở đây còn cho thấy được việc là nhưng cái cách ứng xử của hai bạn thì giống như là rất là nóng. Ở đây bạn có lá Knight of Cups, nhưng mà ngược cái động cơ của bạn là tốt, động cơ của bạn là tình cảm, nó tốt không có xấu, nhưng mà có thể là cái thể hiện của bạn nó hơi chuyên quyền quá. Ở đây DEER nhìn thấy được lá Queen of Wands, cho thấy được về bạn rất là khó tính nha. Nếu mà ai mà có lá Queen of Wands trong cái câu chuyện này thì giống y chang với DEER luôn, DEER cực kỳ khó tính luôn, DEER sẽ chấp nhất bắt nhập từng lỗi một luôn á, nhất là trong cái việc mà không có tôn trọng người lớn. Thì ra cái câu chuyện của DEER thì nói chung đó là cái câu chuyện đã cũ rồi, nhưng mà DEER vẫn rất là ghim nha mọi người đó, bởi vì đối với DEER là cái gì có thể không biết, nhưng phải biết một thứ là phải biết điều, và biết lễ nghĩa, chứ không có được gọi là không có tôn ti trật tự, không có trên dưới đó. Tiếp nha, ở đây đi nhìn thấy được việc đó là bạn á đã có những cái sự cố gắng rất nhiều cho cái mối quan hệ này. Tuy nhiên thật ra cái bạn cái người thứ hai trong cái mối quan hệ này, tức là cái đối phương của bạn trong mối quan hệ này là một người cũng khá là thú vị, rất là dễ thương, rất là tốt, nhưng mà chẳng qua là hai bạn chỉ là chạm vào nhau vào những cái lằn ranh của bản thân mình, là những cái limit đó, đó là những cái limit, ta gọi đó là tiếng Việt đó là cái gì ta quên mất tiêu rồi, limit đó là giới hạn, những cái giới hạn hoặc là những cái lằn ranh mà nguyên tắc của bản thân của bản thân bạn và bản thân người kia, hai người nhỡ chạm vào nhau và sau đó thì không chấp nhận được cái điều đó, cho nên là break out cái mối quan hệ này. Tiếp, break out tức là dừng lại cái mối quan hệ nha, làm vỡ nó đó, cho nên là đừng có ai bắt lỗi tiếng Anh nữa nha. Ở đây thì đi nhìn thấy được việc là bạn có một cái lá bài, một cái thông điệp. Vậy thì thông điệp từ cái lá bài này là cái gì? Thông điệp lá bài này là acceptance, tức là sự chấp nhận. Cái sự chấp nhận này á có nghĩa rằng một cái điều nè, cái chấp nhận này có thêm hai nghĩa nha. Cái chấp nhận đầu tiên đó là khi câu chuyện này xảy ra rồi thì dù như thế nào đi nữa, dù bạn bị mất mát cái gì nữa, hãy chấp nhận nó đi, cái là cái đầu tiên. Còn cái chấp nhận hiểu theo nghĩa thứ hai nó sẽ nằm ở cái vấn đề đó là khi một ai đó thể hiện cho bạn thấy được cái cá tính của họ là như vậy rồi á, thì nếu mà bạn muốn giữ một cái mối quan hệ hòa hoãn với họ thì hãy chấp nhận họ. Thì cái chấp nhận này nó nằm ở cái kiểu như là một cái kiểu thụ động, còn cái nếu mà chấp nhận sau một câu chuyện gì đó thì đó chính là chấp nhận của cái sự chủ động. Ok không? Cho nên là đây là một cái tụ bài khá là thú vị đó. Tụ bài số 4 kết thúc. Ok, vậy là cái ván trải của ngày hôm nay đến đây cũng đã kết thúc rồi. Đầu tiên thì DEER sẽ nói tới cái chương trình mới của DEER, đó chính là kể đi đi nghe. Thì thật sự là DEER rất là muốn các bạn tham gia vào cái chương trình này luôn, cái chuyên mục này luôn, bởi vì DEER cảm thấy là ở đây thì các bạn có thể chia sẻ cái câu chuyện của bạn, và từ đó thì DEER cũng có thể đưa cho các bạn những cái thông điệp từ cuộc sống mà đôi khi cái lúc đó bạn không nhận ra được. đôi khi thôi nha. Nếu bạn nhận ra được nó quá tốt rồi. Nhưng mà cái chuyện chính là DEER muốn các bạn được chia sẻ câu chuyện của bạn và được nhiều người á, những người khác sẽ cùng lắng nghe câu chuyện của bạn, và từ đó họ sẽ có cái nhìn đồng cảm và lại một cái kinh nghiệm, một cái case study cho chính bản thân của họ. Thì để tham gia cái chuyên mục này thì DEER sẽ để một cái link. Cái link đó là một cái link đăng ký của Google, hoặc bạn có thể gửi trực tiếp qua mail của DEER, đó chính là DEER Tarot tâm sự cùng người lạ, có 2 chữ R, thì DEER sẽ để cả 2 link luôn. Nên là DEER khuyến khích các bạn sẽ bỏ vô link Google hơn, bởi vì nó nhanh á, nhanh chóng, đơn giản, dễ hiểu. Nếu mà các bạn là một người viết văn chương giỏi á thì là chuyện đó là chuyện hết sức là bình thường rồi. Ok, để DEER sẽ lặp lại, tại hồi nãy cái điện thoại nó vừa mới báo ngưng. Nếu mà bạn là một người viết văn chương giỏi á thì cái chuyện này là chuyện hết sức là bình thường. Nhưng nếu mà bạn là một người viết văn chương không được giỏi cho lắm thì sao? Không sao hết. Bạn chỉ cần kể câu chuyện của bạn thôi, bởi vì DEER và một số cái người bạn của DEER á sẽ về và biên tập lại cái câu chuyện của chính bản thân bạn, làm sao cho nó suôn sẻ, nó mượt mà hơn để mà bỏ vô chương trình nó sẽ phù hợp hơn. Và bên cạnh đó thì các bạn hoàn toàn có thể để tên thật hoặc là tên ẩn danh, nên các bạn không sợ phải lộ cái gọi là cái nhân thân của bản thân bạn ra. Tới đây thì clip này cũng đã kết thúc rồi. DEER mong rằng là các bạn sẽ có thể ủng hộ DEER nhiều hơn nữa bằng cách like hoặc là subscribe kênh channel của DEER, và nếu yêu quá thì có thể share luôn càng tốt. Và hãy comment cho DEER biết cái ván trải ngày hôm nay bạn bị lừa như thế nào nha. Rồi, bây giờ thì chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong DEER Tarot tâm sự cùng người lạ tập tiếp theo. Bye bye.